giác nó thứ nhất là chắc chắn, về bề ngoài nó chắc chắn, còn về cái cảm giác đạp thì nó khác hẳn so với cả cái G29. Cái này thì nó đạp nặng hơn rất là nhiều này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với cả Hacom, và hôm nay mình bây giờ vừa ship cái bộ khung ghế và cái vô lăng đến cho bạn khách hàng, thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào và làm quen với bạn trước đã nhé. Chào mọi người, thì mình là Nghĩa, mình xem thứ tư. Thì hiện tại mình đang làm công việc thiết kế, làm thì cũng ngay gần nhà thôi. Mình thực ra mình muốn mua cái bộ vô lăng với cả cái ghế này vì là cái trải nghiệm mình hiện tại nó đang chưa đủ tốt. Mình muốn nâng cấp lên, hiện tại mình đang dùng G29, sắp tới sẽ bán. G29 thì đúng là một con là kiểu anh em gọi là quốc dân rồi. Cứ nghĩ vô lăng là nghĩ G29, nhưng mà nó chỉ là những cái cảm giác nó cơ bản thôi. Vô lăng cực cực rồi, các thứ đạp không sướng. Đúng rồi. Thì sau khi mình thấy bạn có post bài trên G29 eSports, mình vào tư vấn các thứ. Cuối cùng tư vấn xong biết là trước đây bạn có làm ở Hacom. Đúng rồi, trước mình có làm Hacom thì làm bộ phận kinh doanh online. Đấy. Nên nói chung là những cái sản phẩm này mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, nên mình mới bắt đầu tiến hành mua. Đấy. Thì combo của chúng ta thì mới đầu thì bạn nghĩ bạn chọn con combo mua ra R5 bundle. Nhưng mà mình tư vấn thì khi mà dùng Rig thì cái vấn đề con R5 bundle là pedal rất là nhẹ. Mà phải mua thêm cái performance mode là gần 700-800 rồi đấy. Thì nó cũng, nói chung lên một tầm 15 triệu, thì cải thiện được phần nào thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng nó vẫn là cải biến hành trình, nên là mình cũng tư vấn ý đã dùng khung nhôm rồi, bạn chốt được khung nhôm thì chúng ta có thể lấy vẫn là cái bay R5 và cái vô lăng R5, nhưng mà theo một cái bàn đạp mới thì mình vừa mới về hàng hôm qua, thì tí nữa xem cái bàn đạp thế này bàn đạp gì nhá. Còn bây giờ chúng ta đầu tiên đó chính là phải lắp cái khung đã và sẽ phải ướm vào người thử, để tại vì cái khung này là khung nhôm nên là chúng ta có thể là để được rất nhiều tùy chỉnh để vừa với khuôn người bạn ý, thay vì những cái khung gọi là khung ghế ngồi cơ bản ấy, mình cứ ngồi bị dựng và đạp nó không sướng. Bây giờ chúng ta lắp cái khung nhôm vào trước nhá. Thực ra cái bộ này mình bán khá là nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình đi ship cái bộ này, anh em đa số toàn mua về tự lắp. Rồi, đây là toàn bộ nhôm của chúng ta ở trong này. Đây là nhôm được anode và nhôm 1.8. Tôi đổi về thì muốn đổi bộ nhà quá. Ở nhà dùng một nhôm xám thì nó hơi bị đúng rồi, mình có xem về mấy cái clip đấy rồi. Đây là toàn bộ những cái đi. Lại nhôm. Rồi, chúng ta có một cái sau khi phù hợp hết nhá. Chúng ta có một quyển hướng dẫn. Quyển hướng dẫn luôn. Khá là nhiều bước, như kiểu lắp Lego vậy. Có như kiểu lắp Lego luôn. Rồi, thì mình có tư vấn bạn Nghĩa, đó chính là lấy con pedal, đó chính là pedal Simpson. Tại vì sao? Tại vì ở cái lựa chọn tầm tiền của Simpson thì lại là 4 triệu ấy. Thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là Moza SRP, hai là con Simpson này. Thì mình đã dùng SRP ở nhà rồi, mình thấy vấn đề của nó đó chính là cái phần bàn đạp phanh ấy, nó hơi nhẹ và các bạn vẫn phải mua thêm cái bàn đạp phanh. Và thứ hai đó chính là cái nó chỉ có một cái cao su và một lò xo, nên là cảm giác đạp của bạn vẫn chưa sướng như những chiếc pedal của V&M. Phải những con như CRP đạp mới sướng không? Nên là với mức giá này này, tôi dùng với con Simpson thì các bạn thấy là chúng ta có 3 cái cao su ở đây và một lò xo thì cảm giác đạp khi mà bám má phanh rất là tốt, và nó kèm một thủy lực ở dưới luôn, nên là gọi là tất cả trong một nó chỉ có tầm 4 triệu thôi, nên cái này dùng sẽ sướng hơn rất là nhiều. Và mình cũng trước khi mình về mình cũng thử cái pedal này rồi, và mình thấy là nếu anh em mà muốn một cái gì đấy rẻ nhìn nó ngầu ấy thì dùng con pedal Simpson này khá là ổn. Nhưng một đặc điểm đó chính là nếu em dùng con này thì anh em sẽ bắt buộc phải có rig như của bạn, tại vì anh em đạp này đạp mà đạp bằng kiểu ở nhà mà để có đến ghế chơi game ấy, thì đạp là pedal khi đi nửa hành trình ghế anh em văng xa vài mét rồi, tại vì nó rất là nặng. Thì chúng ta có hai cái pedal, đây là bộ hai pedal giá nó khoảng tầm 4 triệu, nên là có một họ cho chúng ta một cái tuýp để bôi trơn những cái thủy lực này nếu mà có nhu cầu hơn nữa, và dây USB, hai cái dây nối dài và một bộ ốc để lắp và một cái USB driver. Thôi, đạp thử đi. Cái này là phải hơi, phải kéo lên, phải lùi này về một tí. Phải lùi về một tí thôi. Ngồi không ngồi, ngồi sát thẳng lưng, đỡ lưng vào đấy. Kéo thử lên một tí, kéo thử ghế lên một tí. Hết rồi à?
Thế gỡ ra, ok. Thế thì con này là phải lùi về nữa. Chứ lắp đúng sách giáo khoa là không được đâu. Đúng sách giáo khoa là ngồi với luôn. Rồi, ngồi thử đi, thử đặt thử đi. Đặt thử đi. Rồi đúng không? Vít vào đặt thử nhá. Vít vào đặt. Đây là nặng nhẹ về phần cơ học. Còn cái hành trình và lực đạp thì mình lại phải chỉnh phần mềm. Còn đây là về phần cơ học, là đây là nhẹ hơn này. Đấy. Còn đây như thế, đây nó sẽ có là ba cái cao su cứng và một con lò xo ở đây. Thì muốn nặng hơn nữa thì dồn vào, còn nhẹ hơn nữa thì lại kéo ra. Đây là gần như nhẹ nhất rồi này. Còn nếu mà bạn thích thì bọn thể nên mua cái lò xo khuôn mẫu ở trên Shopee, nó khoảng tầm 30-40 một cái. Thế mà muốn mềm hơn nữa thì thay dần dần này. Đo khoảng cách rồi thế mà thay vào thôi. Đấy. Đạp thử đạp bằng cổ chân nhé, thử cổ chân xem có bị co chân quá. Ok rồi đúng không? Ok đấy. Đây là phần chỉnh nhé, sau này cứ thích thì chỉnh vào thôi. Đấy. 10% này. Đấy. Filter ở đây tầm 3 được. Filter ít nó là mượt tín hiệu thì filter là mượt tín hiệu. Đấy, bây giờ dùng Forza đúng không? Duy nhất Forza phải làm cái này, các thêm khác không phải làm. ATC các thứ không phải làm nhận hết. À như vậy là mất khoảng tầm từ 10 rưỡi đến bây giờ là 1 giờ, tức là 2 tiếng rưỡi cho mình một kỹ thuật nữa để set up toàn bộ cái bộ này cho bạn Nghĩa. Thì tất cả những cái này thì do đây là khung nhôm 4080 nên khung nhôm định hình, nên là có thể đi tinh chỉnh được tất cả mọi thứ theo dáng người, form người chuẩn để ngồi một cách thoải mái nhất. Thì là điểm mạnh của khung nhôm định hình so với các loại khung khác thì như thế. Thì mình các bạn có thể thấy là lúc mình lắp ấy, thì mình cũng bảo bạn Nghĩa ngồi lên rất là nhiều để thử là đâu là vị trí vô năng phù hợp, đâu là vị trí bàn đạp phù hợp. Và đấy, sau khi setup xong tất cả đầy đủ thì bạn Nghĩa có làm thử vài vòng trong Forza 5, được game rất là bạn anh em chơi rất là nhiều đúng không? Kiểu có cảm nhận như nào so với chiếc vô năng cũ G29? Ra cảm nhận mình ban đầu nó sẽ rất là thật hơn rất nhiều với G29, và cái lúc mà mình xoay cái vô lăng này nó sẽ không bị gồ ghề giật nhiều với G29 này. Cái G29 là nó dùng cái công nghệ khác nên là nó cứ gồ rung tay. Cái nó mượt. Ừ. Cái này thì nó rung nhưng mà nó rung kiểu nó cảm giác rất là thật ấy, nó không bị như kiểu nhựa đồ chơi như ở G29. Tức là nó là rung, rung rất nhiều loại rung, nhưng mà anh em nào phải thử cái công nghệ Direct Drive là phải biết là rung nó khác cái rung gọi là rung chuyển động kia như nào. Đây là rung từ một motor trực tiếp chuyển lực từ đây đến thẳng bàn tay, không qua một hệ thống khuếch đại nào cả. Thì ngoài ra có một cái bàn đạp nữa là bàn đạp Lascelles, thì đây chắc là lần đầu tiên bạn nghĩ dùng thử cái bàn đạp Lascelles thì bạn thấy như nào? Toàn kim loại. Nó thứ nhất là chắc chắn, về bề ngoài nó chắc chắn, còn về cái cảm giác đạp thì nó khác hẳn so với cả cái G29. Cái này thì nó đạp nặng hơn rất là nhiều này. Mình cái này vào game mình phải tinh chỉnh cái lực mình giảm đi khá nhiều đấy thì mới phù hợp được với cả cái cổ chân của mình. Cái này nó cảm giác như là tập gym. Giống như là tập gym hơn. Anh em nào mà chơi kiểu phần khung rích như này mà thắng bộ mà đạp được đạp nặng thì anh em đạp là xác định đạp là phải dính ghế, không dính ghế là không đạp. Đây, thì cái đạp là về sau cơ chân to rất là nhiều. Rất nhiều bạn sau khi thử phun vích và thử cái bàn đạp Lascelles rồi có Moza hay là có PNM hay là có Simson này thì cơ chân về sau to lên hết, đặc biệt chân trái to hơn chân phải. Mình chơi thì nó sẽ không có cảm giác như là mình chơi một game nữa, mà nó sẽ giống như là mô phỏng, đúng hơn là đang lái một chiếc xe thật ấy. Đấy, nó sẽ tiệm cận hơn. Đấy, còn cái khúc này mình thấy khá là gọn gàng, để ở nhà được, mình thấy không vấn đề gì, để ở nhà rất là gọn. Thì bây giờ tổng giá trị của này nó rơi khoảng tầm là 30 củ khoai với cả 14 triệu với cả 3 triệu, khoảng tầm 16-17 triệu cho chiếc vô lăng và bàn đạp. Cái son và cái khung này là hơn 15 triệu cùng khung. Cái ghế bucket seat này là ghế như kiểu các bạn đua xe ấy, nó ôm vào người, không có sự di chuyển lệch lạc nào khi mà đạp phanh cả. Đấy là lý do mình khuyên các bạn là khi các bạn dùng bàn đạp Lascelles thì các bạn phải dùng cái ghế kiểu này, chứ ngồi cái ghế kiểu kia là đạp sắp đạt được nửa hành trình phát là ghế bay 5m. Rất cảm ơn bạn Nghĩa đã ủng hộ Hacom, và bạn có những nhận xét gì bộ này thì nhắn cho mình sau nhé. Ok. Chỉnh em trải nghiệm và tinh chỉnh mọi thứ theo ý của mình ấy. Ok. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.